Ma Tử tiểu thư, tôi đã làm như cô phân phó rồi. Lục Phi đòi hỏi quá nhiều lợi ích. Tôi định lơ anh ta một chút, ngày mai trả lời lại. Làm không tồi, chờ Lục Phi đồng ý hợp tác, tôi sẽ gây rồi với ngành công nghiệp này. Phá hủy chuỗi kinh tế của Lục Phi. Các người chủ yếu là cạnh tranh dược phẩm, tại sao phải mượn tay chúng tôi? Đây là hai ngành khác nhau. Cảm giác không thể nói được. Thị trường dược phẩm cắt giao quá cạnh tranh. Thuốc của chúng tôi không thể đánh bại, cho nên chỉ có thể đi đường vòng. Cho nên tảng kinh tế của Lục Phi sụp đổ, nhà máy dược phẩm của anh ta sẽ sụp đổ. Người ta nói cô Ma Tử có ý thật tuyệt vời. Bây giờ xem ra tài năng kinh doanh cũng không yếu. Tôi cũng bị ép buộc. Inoue cũng giao cho tôi một cái quầy hàng lớn như vậy. Không có thủ đoạn không thể bảo vệ sản nghiệp. Sao lại đi theo Inoue? Tới đây làm việc cho tôi đi. Bắc Chê Băn của chúng tôi mạnh hơn đề tàu. Cảm ơn hảo ý của ông Bắc. Tôi sẽ suy nghĩ. Gần đây một số khía cạnh thực sự không thú vị. Không biết thuốc cô đã hứa với tôi đã chuẩn bị chưa. Nhanh thôi, đợi anh làm ăn với Lục Phi, tôi sẽ đưa thuốc cho anh. Sau khi uống đảm bảo anh tràn đầy năng lượng. Cô Ma Tử nhớ là được rồi. Nhưng chỉ dựa vào chế biến kim chi sợ là không thể kéo hỏng Lục Phi. Đủ rồi, chế biến kim chi để Lục Phi tự ra nhãn hiệu. Thêm chút gia vị cho anh ta trên đường đi. Khi đến Cao Ly gây ra ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, đó là vụ kiện quốc tế. Đến lúc đó tôi sẽ dùng sức mạnh của Chê Băn, yêu cầu bồi thường với tư cách là nạn nhân, kiếm được nhiều tiền. Đúng, như vậy Lục Phi sẽ chết rồi. Để hàn đầu với tôi. Có thể quá tàn nhẫn không? Chúng ta cũng là người Cao Ly, không thể làm thế với đồng hương. Biết mình đang nói gì không? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, làm kinh doanh không thể có lương tâm. Cô đi chuẩn bị tài liệu đi. Ngày mai ký hợp đồng với Lục Phi. Anh Lục, tôi vừa kiểm tra Bắc Đa Hên, hắn không phải là một nhân vật nhỏ ở Cao Ly. Họ Bắc, lẽ nào anh ta là hậu duệ của các Chê Băn? Cháu trai lớn thế hệ thứ ba của nhà họ Bắc, nhưng anh ta không có nhiều tài năng kinh doanh, cả ngày nhàn rỗi chơi bời, biệt danh kẻ lang thang trên phố thương mại toàn cầu. Không phải chỉ một thằng ngốc, nhưng các Chê Băn của Cao Ly là một miếng thịt béo, nếu như có thể ông cắn vài miếng, hoàn toàn bổ sung cho tôi bây giờ. Ý nghĩa của anh Lục là anh đang định lừa Bắc Đa Hên vào bẫy. Lần này không tính là hố, chỉ là giúp hắn nhiều lâu, cho hắn biết xã hội nguy hiểm. Anh Lục nói không có gì sai, ai bảo hắn tự đưa tới cửa. Anh Lục kiểm tra rõ rồi, Bắc Đa Hên vừa đến biệt thự Ma Tử, họ chắc chắn là một nhóm. Ma Tử, xem ra dược phẩm Đê Tâu không ngồi yên được nữa. Gần đây thuốc của họ bán không tốt, lại không tìm thấy phương án phản công, muốn phản công từ góc độ khác. Ngô, có ghi lại nội dung trò chuyện cụ thể không? Bây giờ Ma Tử đã xây biệt thự như một pháo đài, có giám sát ở khắp mọi nơi, tôi không thể thâm nhập. Thông tin này là đủ rồi, chỉ cần tìm hiểu ý định của Bắc Đa Hên. Anh Lục, vậy tôi quay lại tiếp tục theo dõi, có tình huống báo cáo bất cứ lúc nào. Không cần, cậu về nghỉ ngơi đi, chờ Bắc Đa Hên tự tìm đến cửa. Ngày hôm sau, Lục tổng, sau một đêm suy nghĩ của tôi, quyết định hợp tác với anh. Đó là 7 phần lợi nhuận, ông Bắc nói tặng thì tặng, thật là hào phóng. Đêm qua ra thì rất đau, ai bảo Lục tổng là doanh nhân giàu nhất Phú Thịnh, có mối quan hệ mà người bình thường không thể đạt được. Anh Tắc là người sản khoái, nhưng tôi bên này còn có mấy điều kiện, anh đồng ý rồi, chúng ta mới có thể hợp tác. Còn có điều kiện sao? Lục tổng xin nói. Một là tiền xây dựng nhà máy cần anh giúp, thứ hai là anh phải cho tôi công nghệ kim chi, ba là phải cho tôi 200 triệu tiền ký quỹ. Tuyệt đối không thể nào, cảm giác Lục tổng không giống làm ăn, giống như cướp hơn. Tôi đã nhượng bộ trong việc phân chia lợi ích, nhưng anh lại nhiều lần thêm điều kiện. Tự dưng mình đưa đến tận cửa, người bị cướp không phải là ngươi. Lời của anh Tắc tôi không thích nghe nữa, mọi người đều là doanh nhân, chú trọng tự do mua bán, anh không đồng ý thì có thể rời đi, không cần chạy người. Anh Tắc, anh Lục còn có việc khác phải làm, tôi sẽ đưa anh ra ngoài. Hay cho ngươi Lục Phi, thật sự là kẻ trục lợi vô đạo đức, có ai nói chuyện kinh doanh như vậy không? Chờ kim chi chuyển đến Cao Ly, xem tôi xử lý anh thế nào. Được, tôi đồng ý, hãy ký hợp đồng như anh Lục đã nói. Anh Tắc là người sản khoái, sau này chúng ta chung tay kiếm tiền, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Sau khi Lục Phi nhận được lợi ích, giao việc xây dựng nhà máy cho đồng Việt chăm sóc, nhưng một tuần trôi qua rất nhanh, anh ấy không có động tĩnh gì, Bắc Đa Hên phải tìm đến cửa. Lục tổng, tôi vừa đến xem nơi xây dựng nhà máy, ngay cả cỏ cũng chưa được cắt, khi nào anh định bắt đầu xây dựng? Nhanh thôi, bản vẽ của viện thiết kế hoàn thành tốt, chúng tôi lập tức đi theo quy trình đấu thầu, công việc tiếp theo cũng sẽ chuẩn bị, rất nhanh có thể sản xuất kim chi. Tú Hê, là như vậy sao? Đi theo quy trình đúng như Lục tổng nói, nhanh nhất cũng phải nửa năm mới có thể đưa vào sản xuất. Cái gì? Nửa năm? Mất quá nhiều thời gian rồi. Lục tổng anh sợ không phải đang đùa tôi. Sao anh Các lại nói vậy? Trong lòng tôi cũng vội, nhưng mọi thứ đều phải có quy trình. Không được, trong vòng nửa tháng phải bắt đầu xây dựng, nửa năm sau hoa huệ vàng đều lạnh rồi, lại nói nhà máy sản xuất và chế biến không cần xây dựng, thuê mấy nhà máy để cải tạo là được rồi. Nếu giảm thời gian chuẩn bị, cần thêm vốn khởi nghiệp, nhưng tiền này tôi sẽ không ra. Tú Hê, có cách nói như vậy không? Vấn đề này liên quan đến tiền, cô nghĩ kỹ rồi lại nói. Từ quan điểm kinh tế mà nói, Lục tổng không nói dối, tiền có thể đẩy nhanh quá trình khởi động dự án, vậy tôi sẽ tăng tốc độ cho dự án. Lục tổng anh nói thẳng đi, cần bao nhiêu tiền? Cũng không cần nhiều, 100 triệu là được, miễn là có tiền, tôi sẽ làm theo kế hoạch của anh Tắc. Lục Phi anh xong rồi, hôm nay để anh lợi dụng một chút, sau này làm anh không khóc được. Tâm trí của Bắc Đa Hên đầy những hình ảnh trả thù sau này, nhưng mọi thứ hoàn toàn khác với những gì anh ta nghĩ. Lục Phi ngoại trừ việc yêu cầu anh ta tiền, hoàn toàn không phát triển sản nghiệp. Lục Phi tên khốn đó, tôi đã cho anh ta hơn 400 triệu. Kết quả anh ta nói với tôi sẽ bắt đầu kinh doanh trong 2 năm nữa, có người lừa dối như vậy không? Một tên đồng đội lợn, tôi đã nhìn thấy lần trước, còn chưa thấy ai bị lừa nhiều lần. Nhưng thủ đoạn của Lục Phi thực sự rất xảo quyệt, xem ra đã biết kế hoạch của chúng ta rồi. Đây là dùng kế để trả đòn. Cô Ma Tử, chúng ta là đồng minh kinh doanh, cô nói khoản này tính như thế nào?
Tính trên đầu Lục Phi, sớm muộn gì chúng ta cũng lấy lại được từ tay hắn. Tôi là tự ý dùng tiền của gia đình, không tạo ra bất kỳ lợi ích nào. Bố tôi sẽ đánh chết tôi khi tôi quay về. Cô Ma Tử, nếu không cô cho tôi mượn một chút tiền để tôi sử dụng để bù lỗ. Tôi cũng muốn giúp anh, nhưng tiền của công ty đang eo hẹp, gần đây hàng tháng đều mượn tiền từ ngân hàng. Thật sự không lấy ra được. Không được, cô phải cho tôi mượn. Tôi đã tạo ra một mớ hỗn độn lớn như vậy chính là vì để giúp cô. Đã nói tôi không có rồi, anh kêu tôi biến ra sao? Nhưng tôi có một cách để giúp anh. Cô nói nhanh đi, nếu không tôi sẽ bị cấm túc khi trở về. Hãy đổ lỗi cho Lục Phi. Nói anh ta lừa dối anh như vậy, bằng cách này anh không chỉ không cần bị mắng, còn có thể nhận được sự ủng hộ của Park Jae-bun. Diệu kế, chỉ cần gia tộc ra tay can thiệp, Lục Phi căn bản không đủ để nhìn. Tôi muốn anh ta quỳ xuống xin lỗi, tủ hê, mua vé máy bay về nước. Đứa con trai ngốc nghếch của nhà giàu, chỉ có đầu óc của hắn còn muốn tính toán người, gửi cho chúng ta sự ấm áp. Tôi đã ký hợp đồng với anh ta, vẫn là phải xây nhà máy để làm dáng, nghĩa là chúng ta đang thực hiện hợp đồng, chỉ là tiến độ chậm thôi. Lục tổng nói đúng, xây dựng ngay cả khi không sản xuất kim chi, nó cũng có thể được dùng để phát triển các ngành khác. Lão Lý, bên kia anh phải đẩy mạnh phát triển thị trường giao hàng là cấp thiết, cho điểm dịch vụ của chúng ta bao phủ hoàn toàn Hạ Quốc, các công ty giao hàng khác không thể tham gia được. Đó không phải là độc quyền công nghiệp sao? Trong nước không được phép. Không có độc quyền, không phải còn có một đại đoàn, lúc đầu không mua hết hắn. Đó là cách tôi nghĩ. Đường dài quốc tế. Hello, anh tìm ai? Lục Phi, chúng tôi Park Jae-bun không có thù hận với anh. Sao anh lại tính toán con trai tôi? Hóa ra là ông chủ tập đoàn Park Jae-bun Park Jae-bun Gang. Anh đã làm rõ mọi thứ chưa? Mở miệng thì hỏi tội tôi. Tôi đã hỏi rất rõ ràng. Anh nói với Dahe muốn làm kinh doanh kim chi. Hãy để nó xuất tiền xuất công nghệ. Nó đã đưa cho anh 600 triệu. Nhưng dự án của anh hoàn toàn không khởi động. Hảo gia hòa, Park Dahe đã lừa chính gia đình mình rất thông minh, báo cáo sai hơn 100 triệu tổn thất. Bây giờ tất cả là trên đầu tôi. Ai nói không khởi động, anh đích thân đến Hạ Quốc xem nhà máy chế biến kim chi có đang cải tạo không. Lục Phi, mọi người đều là doanh nhân, cũng đừng nói những điều vô nghĩa đó. Phải mất 2 năm để xây dựng lại nhà máy chế biến kim chi. Nói ra ngay cả kẻ ngốc cũng không tin. Chúng tôi Park Jae-bun không có ý định kết thù với anh. Anh hoàn lại 600 triệu. Xin lỗi con trai tôi một lần nữa. Chuyện này coi như qua rồi. Park tổng, cất phong cách độc đoán của anh đi. Người Hạ Quốc chúng tôi không làm kiểu đó. Anh có thủ đoạn gì cứ đến, tôi sẽ lấy hết. Lục Phi ngươi xong rồi, để xem ngươi chịu được cơn giận của Park Jae-bun như thế nào. Park Jae-bun nhưng không có cách đối phó với Lục Phi, chỉ có thể buông lời ác ý. Nhưng Lục Phi đang chiến đấu trên sân nhà, không coi trọng Park Jae-bun. Sau đó Lục Phi nhận được điện thoại mời của Ma Tử, liền gọi Giang Long cùng đi đến cửa hàng đồ ăn đảo quốc. Lục tổng, tất cả các nguyên liệu được sử dụng trong nhà hàng đều tươi, vừa được vận chuyển bằng đường hàng không từ đảo quốc sáng nay. Anh thử món sashimi này xem. Tôi ăn cả sống sẽ bị ho. Mọi người đều thời gian hạn hẹp, cô có gì nói trực tiếp đi. Dược phẩm cắt dao không ngừng chiếm lĩnh thị trường, nén không gian của dược phẩm Đê Tâu tại Hạ Quốc. Tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Hy vọng Lục tổng có thể giơ tay cao đánh khẽ. Giúp cô không phải là không được. Nếu nhà máy dược phẩm của cô muốn bán, tôi có thể chấp nhận bất cứ lúc nào. Lục tổng, anh đừng tàn nhẫn như vậy. Nếu anh giúp tôi lần này, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho anh, bao gồm cả anh biết đấy. Cô mau biến đi. Chị dâu đã bảo vệ anh Lục trong 5 năm, tình cảm của họ không phải để cô khiêu khích. Anh Long, sao anh lại tát cô ta? Lục tổng, tôi đau quá. Vệ sĩ của anh quá thô lỗ rồi. Nhanh đưa anh ta ra ngoài, để chúng ta giao tiếp thân thiện. Anh Long, lần sau có người lại dùng từ kém chất lượng dụ dỗ, anh trực tiếp đá bằng chân, xem hắn còn nói sằng bậy nữa không. Lục tổng, tôi không dám nữa, tôi chỉ muốn một lối thoát. Nhà máy dược phẩm ở Hạ Quốc sụp đổ, Inoue sẽ đánh chết tôi. Điều kiện của tôi sẽ không thay đổi. Nếu muốn đối phó với Inoue, cô cũng có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Chồng anh đã về rồi. Anh đói bụng rồi, đi nấu cơm đi. Không phải anh đã ăn ở bên ngoài rồi sao? Sao anh vẫn đói? Ăn với một người phụ nữ, còn là một người phụ nữ đảo quốc. Chúng tôi đều biết rồi. Anh Lục, tôi không hề mách lẻo đâu. Anh biết tôi có một cái miệng rất kín mà. Anh chưa ăn một miếng nào, chỉ là một cuộc đàm phán kinh doanh bình thường. Đừng nghĩ quá nhiều. Em không phải là người hay ghen. Có người gửi cho em hình ảnh các anh đang ăn cơm, rõ ràng muốn gây ra xung đột gia đình. Đúng vậy, có người muốn hại anh. Sau này vẫn là cẩn thận hơn. Người phụ nữ đảo quốc này không đơn giản, tìm mọi cách để đối phó tôi. Tâm tư đủ sâu, trước đây chiến tranh kinh tế thất bại, liền muốn kích thích mâu thuẫn gia đình, khiến anh Lục không thể tập trung vào kinh doanh, để giảm bớt áp lực mà cô ta phải đối mặt. Những thủ đoạn này không lên được bàn. Tình cảm vợ chồng chúng tôi không phải một vài hình ảnh có thể khiêu khích. Nói với lão Park, tăng cường tấn công vào dược phẩm Đê Tâu, trong một tháng họ không có lối thoát. Hành động của Ma Tử không có tác dụng gì, ngược lại khiến Lục Phi tức giận. Dược phẩm Đê Tâu sắp bị một đòn giáng mạnh, Inoue đành phải quay lại chủ trì công việc. Ma Tử, cô làm cái gì vậy? Tập trung phát triển sản nghiệp không tốt sao? Phải đi trêu chọc Lục Phi làm cái gì? Dù hắn đang tức giận, đang nhanh chóng nén thị trường của chúng ta. Inoue-kun, tôi cũng không có cách nào. Dược phẩm Đê Tâu đang bị phế ở thị trường Hạ Quốc. Tôi không dùng thêm thủ đoạn nào, sẽ dần dần mất đi thị trường Hạ Quốc. Kết cục đều giống nhau. Lục Phi khốn kiếp, đã từng hợp tác với tôi xây dựng nhà máy dược phẩm, sau khi xây xong dùng để chống lại chúng tôi, còn tham gia tích hợp sản xuất và bán hàng. Chỉ dựa vào liên kết bán hàng căn bản không thể ép được anh ta. Đây là Hạ Quốc, chúng ta có nguồn lực hạn chế. Gần đây tôi nghe được một số tin đồn, một số chính trị gia đang giúp Lục Phi chống lại chúng ta. Tôi đã biết rồi, một số người ghét chúng ta tận xương tủy. Chúng ta tìm cách giải quyết. Khai thác thị trường Hạ Quốc tốn rất nhiều tiền, không thể chỉ sụp đổ như vậy. Chúng ta có thể khống chế nguyên liệu. Hạ Quốc trồng dược liệu Trung Y không nhiều, các nhà cung cấp lớn chỉ có một vài cái, dùng lợi nhuận để thuyết phục họ không cung cấp cho dược phẩm cắt dao. Phương pháp kiểm soát dược liệu không tồi, nhưng trồng dược liệu Trung Y không khó,
Lục Phi có khả năng mở cơ sở trồng dược liệu. Thuốc cần thời gian để phát triển, ngắn thì vài tháng, dài thì vài năm. Nhưng lúc đó chúng ta đã chiếm lĩnh thị trường, không cần sợ dược phẩm cắt dao nữa. Được, làm theo lời cô nói, nhưng lần này phải thành công. Lại thất bại không thể chấn áp được cắt dao nữa. Lục tổng, có 3 phần dược liệu trung y thiếu hụt, dẫn đến một nửa số thuốc độc quyền của Hạ Quốc ngừng sản xuất. Vấn đề chúng ta gặp phải rất nghiêm trọng. Nhà cung cấp thuốc trung y nói gì? Bị ảnh hưởng bởi khí hậu khắc nghiệt, thuốc trung y giảm sản lượng, không thể cung cấp bình thường. Họ hoàn toàn vớ vẩn, nói rõ là không muốn cung cấp hàng, tìm nhà cung cấp khác. Chỉ có 3 cái có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Tôi đã tìm hết rồi. Mỗi người đều có lý do riêng của mình, chỉ là không cung cấp dược liệu trung y. Đó là cố ý rồi, nghe nói Inoue đến Phú Thịnh, chắc là anh ta đang gây rối. Thuốc độc quyền của Hạ Quốc trong kho của chúng ta có thể tồn tại được bao lâu? Không tiếp tục sản xuất trong vòng 1 tuần, nhà thuốc sẽ hết hàng, sau đó chúng ta sẽ dần mất đi thị trường. Đến lúc đó, dược phẩm Deto sẽ nhân cơ hội tấn công, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thuốc độc quyền Hạ Quốc. Người Hạ Quốc phải uống thuốc độc quyền của Hạ Quốc do người đảo quốc sản xuất. Nghĩ lại thật mỉa mai, các nhà cung cấp nhỏ hơn cũng có, nhưng nguồn cung cấp thuốc của họ không ổn định, không thể đảm bảo năng lực sản xuất của chúng ta. Để tôi nghĩ lại, trên đất Hạ Quốc không thể bị hắn ta một người đảo quốc bắt nạt. Anh Lục, Inoue và Ma Tử đến, muốn đuổi chúng đi không? Không cần, đến càng tốt, xem họ muốn giở trò gì. Lục San, có vẻ anh đang không vui. Đừng đấu tranh nữa, cục này anh không phá được. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.